Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong khuôn khổ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng năm 2024, tối 24 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Để xem nội dung cụ thể là sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hết sức xúc động về những kỷ niệm sâu sắc và cảm kích trước sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam rất thành công vào tháng 6 vừa qua, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc, thủy chung giữa hai nước. Tổng thống Nga cảm ơn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, cũng như tìm giải pháp tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong hợp tác song phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Nga đối với Việt Nam. Mong muốn làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai bên, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà nước Nga đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, tiếp tục khẳng định tính cách, văn hóa của đất nước và con người Nga không khuất phục trước mọi thách thức, khó khăn. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao diễn ra hết sức sôi động, kim ngạch song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cho rằng kết quả này chưa đáp ứng mục tiêu đặt ra và đòi hỏi hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai hiệu quả hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam, đồng thời đề nghị Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục quan tâm, chỉ đạo chính phủ Nga hợp tác với phía Việt Nam, tiếp tục triển khai hợp tác trên mọi lĩnh vực, bảo đảm hài hòa lợi ích của hai bên. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác năng lượng dầu khí, một trong những trụ cột của quan hệ Việt-Nga, ghi nhận những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực hợp tác quan trọng này, nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí hai nước tại Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên mong muốn thúc đẩy thêm các dự án hợp tác năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển tại mỗi nước, phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững hiện nay. Trước mắt, hai bên nhất trí tập trung vào tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Liên bang Nga đã quan tâm và đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga được sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Nga, góp phần làm cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc. Nhân dịp này, Liên bang Nga cho hay sẽ duy trì cung cấp 1.000 học bổng cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh và ghi nhận các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã ký và trao các văn kiện hợp tác trong dịp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Kazan. Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tham dự hội nghị BRICS mở rộng. Rạng sáng 25 tháng 10, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Kazan lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác. Bạn thấy sao về thông tin này? Quý khán giả hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận. Và đừng quên nhấn chuông thông báo kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất bạn nhé!